Tiên cho phép tôi xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Phương, đến từ đơn vị trường tiểu học Thạch Hải thuộc xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Sau đây tôi xin được chia sẻ biện pháp thấu hiểu để yêu thương, góp phần xây dựng lớp học hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, kết quả nghiên cứu của xã hội học, giáo dục học, tâm lý học gần đây cho thấy chỉ số IQ của trẻ em hiện nay ngày càng cao, nhưng ngược lại, chỉ số EQ, khả năng trí tuệ cảm xúc ngày càng giảm xuống. Sự gia tăng các hiện tượng tiêu cực ở học sinh như bạo lực học đường, hành vi xung kích, các biểu hiện trầm cảm xuất hiện ở lứa tuổi học sinh. Nó diễn ra ngay trong lớp học hoặc ở ngoài lớp học với các cấp độ trầm trọng khác nhau, từ chỗ làm tổn thương người khác cho đến từ làm tổn hại chính bản thân mình. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn có nguyên nhân quan trọng, đó là do học sinh gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và thiếu hụt các kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó, còn có không ít giáo viên quá chú tâm vào dạy kiến thức, chưa lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của học sinh, áp đặt suy nghĩ của mình lên các em và giáo dục học sinh mang tính quân phiệt. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn trăn trở và mong muốn nuôi dưỡng cho các em một tâm hồn đẹp, xây dựng một lớp học hạnh phúc, để thực sự đối với các em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Từ những băn khoăn trăn trở trên, tôi đã đưa ra biện pháp thấu hiểu để yêu thương, góp phần xây dựng lớp học hạnh phúc. Tại buổi tổng kết ngày hôm nay, tôi rất là vinh dự khi được chia sẻ tới toàn thể mọi người những biện pháp mà tôi rất là tâm đắc. Biện pháp thứ nhất, đó là xây dựng bộ công cụ tử tế. Với biện pháp này, tôi tiến hành theo hai hình thức. Đó là xây dựng bộ công cụ tử tế bằng lời nói và xây dựng bộ công cụ tử tế bằng hành động. Với xây dựng bộ công cụ tử tế bằng lời nói, tôi sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, chúc mừng. Các từ này được tôi quy ước là từ ma thuật. Tôi cho các em học sinh sử dụng thường xuyên, liên tục trong các tiết học cũng như các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. Và để phát huy hiệu quả của từ ma thuật này, thì tôi đã động viên, khuyến khích các em bằng cách trao thư khen cùng những phần quà nhỏ nhỏ cho những em học sinh sử dụng từ ma thuật hay nhất, ý nghĩa nhất do các bạn học sinh trong lớp bình chọn. Mặt khác, để lan tỏa từ ma thuật này, thì tôi cũng đã đồng trao đổi với phụ huynh học sinh xem các con vận dụng vào giao tiếp hàng ngày ở nhà như thế nào. Và kết quả thì tôi đã nhận được những chia sẻ rất xúc động từ phía phụ huynh học sinh. Thứ hai, đó là xây dựng bộ công cụ tử tế bằng hành động. Tôi tiến hành theo cả hình thức, tạo danh sách những hành động tử tế, sử dụng sổ nhật ký việc tử tế, sử dụng phần mềm dạy học Class Dojo, học sinh viết thiệp khen người và cảm ơn lẫn nhau, và cuối cùng là sử dụng giỏ đựng đồ đánh rơi. Trước tiên, tôi sẽ cho các em học sinh sáu thảo luận, đưa ra những hành động tử tế, sau đó tôi sẽ tập hợp lại để tạo thành một bảng kiểm để các em học sinh tự đánh giá, đồng thời đánh giá chéo lẫn nhau. Và để lan tỏa những hành động tử tế của các em học sinh, thì tôi đã tạo ra một cuốn sổ mang tên Nhật ký việc tử tế, với mục đích là neo lại những cảm xúc đẹp, những cảm xúc tích cực mà khi các con làm được những hành động đẹp, những hành động tử tế. Mặt khác, để phát huy hiệu quả, lan tỏa những hành động tử tế, thì tôi đã sử dụng phần mềm dạy học Class Dojo. Đây là một phần mềm mà giúp tôi quản lý và xếp lại thi đua học sinh rất là hiệu quả. Một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng lớp học của tôi, hạnh phúc của tôi, đó là tôi cho học sinh viết thiệp và chia sẻ những điều tốt về bạn trong 15 phút đầu buổi. Với cách làm này, thì học sinh của tôi đã nhìn thấy những ưu điểm, những mặt tích cực của bạn để từ đó học hỏi và lan tỏa lẫn nhau. Và điều cuối cùng, trên góc lớp luôn luôn có giỏ đựng đồ bị đánh rơi. Các em học sinh đặt lên đó những món đồ mà mình nhặt được từ bạn. Và ngược lại, bạn nào mất món đồ nào thì có thể lên đây để lấy món đồ của mình về. Qua cái cách làm này, tôi muốn nhắn nhủ tới học sinh của tôi rằng sự tử tế dù nhỏ tới thế nào cũng không bao giờ là lãng phí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, bài học đạo đức này không mới, dù rất là nhỏ, nhưng nếu được nhân lên ở trong lớp mỗi ngày thì sẽ gieo vào lòng các em cách sống tử tế một cách nhẹ nhàng nhất. Và để giúp các con tự tin trong giao tiếp, vượt qua những cái rào cản tâm lý đang giới hạn chính bản thân mình, thì tôi đã xây dựng biện pháp thứ hai, đó là vận dụng phương pháp NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy vào trong dạy học và giáo dục. NLP là lời nói hành động lặp đi lặp lại, tạo thành một thói quen đường mòn trong não bộ với ba thành tố quan trọng:
Neural Thinking, Linguistics, ngôn ngữ học và Programming, lập trình. Ai trong mỗi con người chúng ta đều cũng có những rổ hạt giống tính cách tốt xấu. Muốn cho hạt nào nảy mầm thì chúng ta hãy chăm tưới nước cho nó, NLP nó. Tuy nhiên có một nghịch lý rằng chúng ta muốn con, học sinh của mình có những đức tính tốt, nhưng lại thường xuyên gieo vào đầu con trẻ những cụm từ xấu như sao con hư thế, sao con dốt thế, vân vân. Và vô tình nó đã trở thành đường hằn trong não trẻ. Và để vận dụng phương pháp NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy vào trong dạy học đạt hiệu quả cao, thì tôi đã tiến hành qua các bước như sau. Bước thứ nhất, chuẩn bị bộ thẻ giá trị, cốc nuôi dưỡng hạt mầm. Bước thứ hai, đó là cho học sinh viết ra bốn đức tính tốt của mình. Vào đầu năm học, khi tôi chưa biết được học sinh của tôi có những ưu điểm, có những mặt mạnh nào, thì đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để không những giúp giáo viên chủ nhiệm mà kể cả các thầy cô giáo bốn nắm bắt được những ưu điểm, những sở trường của các con để từ đó đưa ra biện pháp giáo dục một cách phù hợp nhất. Và bước thứ ba, đó là tôi sẽ chọn một trong bốn đức tính đó để NLP cho các con. Và trong quá trình dạy học thì tôi sẽ thường xuyên nâng cấp bộ thẻ giá trị này lên theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đó là học sinh thực hiện tốt đức tính thứ nhất thì tôi sẽ NLP đức tính thứ hai. Và trường hợp thứ hai thì tôi đang muốn hướng học sinh của tôi có những đức tính như tôi mong muốn thì tôi sẽ đưa các em vào những tình huống có vấn đề. Ví dụ như trong lớp tôi có bạn sinh nguyên, bạn ấy chưa thật sự là tích cực trong các hoạt động của lớp thì tôi có thể nhờ bạn làm quét lớp, lau bảng hoặc sắp xếp bàn ghế vân vân. Và vào cuối ngày thứ sáu của tiết sinh hoạt lớp thì tôi sẽ tuyên dương và khen thưởng bạn trường tập thể lớp, đồng thời NLP đức tính nguyên tích cực. Lúc đầu em còn e dè, còn ngại ngần, nhưng ngày nào tôi cũng gọi nguyên tích cực thì vô tình từ đó đã ăn sâu vào trong não của em. Và em đã dần dần tự mình điều chỉnh hành vi, hành động của mình sao cho tương xứng với cái đức tính mà tôi đã NLP cho em. Qua biện pháp này thì tôi nhận thấy rằng điều quan trọng nhất ở thầy cô đó là phải có thứ ngôn ngữ tích cực. Muốn vậy thì thầy cô chúng ta phải có tư duy tích cực. Chính vì thế, khi đến với trẻ, thầy cô hãy nói rằng em là một học sinh rất tuyệt vời, em có thể trở thành một Shakespeare, một Beethoven hay là một Michelangelo, và cô tin rằng em sẽ làm được điều đó. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, thấu hiểu, yêu thương học sinh là kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi. Chính vì thế, tôi đã xây dựng biện pháp thứ ba, đó là xây dựng bảng check-in cảm xúc mỗi ngày để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em học sinh. Bảng check-in cảm xúc của tôi sẽ có các mức độ như sau: hào hứng, hạnh phúc, hân hoan, ngạc nhiên, chán nản, buồn, tức giận và thất vọng. Nhưng mà tôi sẽ đặc biệt chú tâm đến những em học sinh có cảm xúc tiêu cực. Vào đầu mỗi buổi học, các em học sinh sẽ tự check-in cảm xúc của mình. Thông qua tấm bảng check-in cảm xúc này, tôi biết được rằng trong ngày hôm đó có những em học sinh nào cần tôi giúp đỡ. Và cũng đồng thời thông qua cái tấm bảng check-in cảm xúc này mà chính bản thân tôi cũng tự điều chỉnh cảm xúc của mình và các bạn học sinh khác trong lớp cũng vậy, để tránh làm tổn thương tới những bạn khác. Và khi học sinh có cảm xúc tiêu cực thì tôi sẽ tiến hành qua các bước như sau. Bước thứ nhất, tâm sự chia sẻ với học sinh để hướng các em nói cảm ra cảm xúc tiêu cực ở trong lòng của mình. Bước thứ hai, đó là khi biết được nguyên nhân thì sẽ đưa ra các cái hướng xử lý. Và bước thứ ba, vỗ về an ủi động viên học sinh và không quên trao cho các em một cái ôm thật tình cảm ấm áp giữa cô và trò. Và cuối cùng, đó là tạo bầu không khí vui tươi, thoải mái trước mỗi tiết học để giúp các con giảm bớt stress, tạo một cái tâm thế thoải mái nhất, bước vào một tiết học một cách hiệu quả nhất. Cũng chính nhờ cái tấm bảng check-in cảm xúc này mà tôi đã làm cầu nối tình cảm giữa bố mẹ và các con thông qua cuộc họp phụ huynh. Đã có những giọt nước mắt ân hận kèm với sau đó là niềm hạnh phúc vỡ hòa khi những khúc mắc của các con đã được bố mẹ thấu hiểu và ngược lại. Cũng chính nhờ cái tấm bảng check-in cảm xúc này mà tôi đã chia sẻ kịp thời với những hoàn cảnh đặc biệt của các em học sinh. Và điều đặc biệt nhất đó là các em xem tôi như người bạn, người mẹ mà có thể trụ bầu tâm sự, không phải dè dặt về bất cứ điều gì. Có thể nói rằng lớp học hạnh phúc là khi các em cảm nhận được yêu thương, ấm áp, lan tỏa từ thầy cô bạn bè với niềm vui được nhân lên, nỗi buồn được san sẻ. Hạnh phúc của các em đôi khi rất là giản dị, chỉ cần một lời hỏi thăm, động viên từ thầy cô hay là những nỗ lực, cố gắng của các em được ghi nhận, đền đáp một cách xứng đáng. Vì thế có thể nói rằng lớp học hạnh phúc là nền tảng, là bề đỡ tinh thần để những mục tiêu giáo dục được thực thi một cách hiệu quả nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, ở giai đoạn tiểu học,
thì gia đình là chỗ dựa hỗ trợ con cái phát triển về cả mặt thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, có không ít bố mẹ quá chú tâm vào công việc, không có thời gian chăm sóc cả con, nên giữa bố mẹ và cả con bắt đầu hình thành khoảng cách. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay, thì trẻ có thể mạnh mẽ phản đối, tranh luận lại những cái quan điểm mà bản thân mình không đồng tình. Trước những cái phản ứng này thì không ít bố mẹ đã tức giận và cho rằng trẻ hư hỏng. Và để giải quyết cái mâu thuẫn này thì tôi đã xây dựng biện pháp thứ tư, đó là giúp phụ huynh thấu hiểu, từ đó phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong quá trình giáo dục học sinh, bằng cách tôi đã chủ động đổi mới, thay đổi cái hình thức họp phụ huynh qua các bước như sau. Bước thứ nhất, chuẩn bị không gian buổi họp thật là chú đáo. Điều này thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho phụ huynh học sinh. Bước thứ hai, đó là sử dụng phiếu thấu hiểu, đôi lời nhắn gửi con yêu. Phiếu thấu hiểu tôi sẽ cho các em học sinh hoàn thành trước khi cuộc họp diễn ra, còn đôi lời nhắn gửi con yêu sẽ xem như là một cái kết lắng đọng ở trong cuộc họp. Và thứ ba, tổ chức trò chơi bằng ứng dụng công nghệ thông tin cho phụ huynh học sinh với ba mục đích. Thứ nhất là tạo cái không khí vui tươi ở trong cuộc họp. Thứ hai, đó là tạo sự kết nối giữa phụ huynh với phụ huynh với giáo viên. Và thứ ba, thông qua kết quả của trò chơi sẽ xem như là lời nhắc nhở khéo léo của tôi dành cho một số phụ huynh học sinh. Bước thứ tư, đó là tổ chức để cha mẹ học sinh tham gia thảo luận nhóm. Với cách làm này thì tôi đã thay đổi hoàn toàn hình thức họp một chiều trước đây, giáo viên truyền đạt, phụ huynh lắng nghe. Còn bây giờ, cả phụ huynh và giáo viên đều có vai trò tầm quan trọng ngang nhau trong việc hỗ trợ các con phát triển toàn diện nhất về cả mặt thể chất và tinh thần. Kính thưa quý vị đại biểu, qua cái thời gian thực hiện thành công các biện pháp này thì tôi đã nhận được những chia sẻ rất xúc động từ phía phụ huynh học sinh. Tôi xem đó như là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực hơn trong sự nghiệp trồng người của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, những đổi mới này tuy là ở mức thử nghiệm nhưng cũng là cái én báo hiệu mùa xuân thể hiện quan điểm chủ động, đổi mới, hòa cùng xu thế của giáo dục hiện đại. Qua thời gian thực hiện các cái biện pháp thì tôi nhận thấy rằng nền nếp lớp học của tôi ngày càng tốt hơn, quý cụ hơn. Các em tích cực tham gia cả hoạt động của trường, của lớp, mạnh dạn chia sẻ những khó khăn vướng mắc với giáo viên chủ nhiệm. Và điều đặc biệt là các em cảm thấy hạnh phúc khi tới trường, tới lớp. Tôi đã tiến hành khảo sát về sự hứng thú về của các em học sinh khi tham gia các hoạt động học tập. Đây là kết quả trước khi tôi tiến hành các biện pháp. Còn đây là kết quả sau khi tôi tiến hành các biện pháp. Đồng thời, tôi cũng đã tiến hành khảo sát về các mức độ cảm xúc của các em học sinh. Đây là kết quả trước khi tôi áp dụng các biện pháp. Còn đây là sau khi tôi áp dụng các biện pháp. Song song với việc thành công thực hiện các biện pháp này vào trong công tác chủ nhiệm lớp, thì tôi cũng đã nhận được những cái chia sẻ rất là tích cực từ phía phụ huynh học sinh thông qua cái bảng kiểm mà tôi đã tạo ra để phụ huynh tự đánh giá con em mình ở nhà. Còn riêng đối với bản thân tôi, việc thực hiện thành công các biện pháp này vào trong cái công tác chủ nhiệm thì đã giúp tôi tháo gỡ được những cái khó khăn vướng mắc trong công tác chủ nhiệm của mình và giúp tôi cảm thấy yêu trường, mến trẻ và muốn tới trường, tới lớp mỗi ngày. Và qua cái thực hiện các biện pháp này thì tôi nhận thấy rằng một người giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người dạy tốt về kiến thức mà còn phải quan tâm đến cả những đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh. Chính vì thế, hai yếu tố cốt lõi không thể thiếu của một người giáo viên chủ nhiệm đó là cái tâm của một nhà làm giáo dục và sự nhạy bén của một nhà tâm lý. Và đó cũng chính là những khó khăn trong quá trình thực hiện các biện pháp của tôi. Nhưng mà tôi đã biến những cái khó khăn đó thành những động lực để tôi thực hiện các biện pháp này vào trong công tác chủ nhiệm của mình. Và tôi cũng mong muốn rằng mỗi thầy cô giáo chúng ta hãy luôn luôn thấu hiểu, yêu thương tới tất cả các em học sinh của mình, để thực sự đối với các em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Và video sau đây sẽ minh chứng cho điều đó. Thank you.
Trước một trí tuệ vĩ đại, tôi cúi đầu. Trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói rằng, nếu không thể thấu hiểu, bạn không thể yêu thương. Và nếu yêu thương thiếu hiểu biết, vô tình đang làm hại người chúng ta yêu. Nhằm có phần đổi mới căn bản nền giáo dục và đào tạo, tôi đã đưa ra biện pháp thấu hiểu để yêu thương. Các biện pháp này đã được tôi và các đồng nghiệp áp dụng thực hiện có hiệu quả tại trường Sở Tài. Tôi rất mong biện pháp của tôi sẽ được lan tỏa và nhân rộng trong toàn ngành giáo dục. Xin trân trọng cảm ơn.